Mày coi mày thành ra cái gì đây? Mày không phải là con của tao. Vô đi. Chỗ của tao. Miệng. Đá đầu chứ thằng này đá ba chục lắm mà. Chuyện lớn. Bên này nè. Bên này là sáu chuyện. Quang Quốc. Dạ, đây bên đây bên đây. Chuyện đâu vậy? Ê, chuyện đây chuyện lên. Qua đây. Rồi coi kìa. Ê, đem nó qua đây. Đi đi. Dạ dạ. Dạ. Bộ mày điếc hay sao vậy? Muốn lấy tự qua lấy. Mày chờ tới tối đi con. Trắng trẻo như mày tao mê lắm. Để tao kiếm dầu ăn. Chơi tiếp tụi bay. Chơi. Ê. Một chọi một không? Nếu như mày thắng tao, tao sẽ hiến thân cho từng đứa tụi bay. Nếu mày đã nói như vậy thì chơi mày. Trên đây, trên đây.
Đóng cửa lại. Uống nước đi anh. Ừ, hôm bữa chỉ hiểu lầm thôi à. Em xin lỗi nha. Đừng vậy nữa là được. Em biết rồi. Đứng yên đó. Đại ca, nghe nói thằng này cũng dữ lắm á. Có chuyện gì đây? Tôi muốn gia nhập nhóm của anh. Đủ lông đủ cánh như mày, đâu cần người như tao làm người bảo kê nữa. Dù có tài giỏi cỡ nào cũng không thể so được với quyền lực của anh Sửa đây. Mày biết tao là ai luôn sao? Anh Sửa, con trai của chú Côn Băng Quả Diệm. Làm gì có ai mà không biết danh tiếng của anh. Sau này tâm sự đều nhờ anh. Ăn. Nhanh đi, nhiều nhanh vô đi, nhanh đi. Cho gì ít xịt vậy mày? Để chó ăn hay gì? Tới tôi. Nè, nhanh ra, nhanh ra. Giờ mở anh Sửa, giờ mở anh Sửa. Nè. Dạ, anh Sửa. Biến đi. Đi thôi, đi, 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 đi. Đi, nhanh đi tụi bay. Em trai ngồi lộn chỗ rồi hả? Cái chỗ này có chủ rồi thằng nhóc à. Nhưng đây là đất nhà nước, nhà tù cũng là đất của nhà nước. Ai muốn ngồi chỗ nào cũng được mà. Nói chuyện pháp luật ở đây hả? Nè, mày không muốn giữ cái đầu này lại nữa hả? Mày ngon hả? Theo tao. Làm gì đó? Đâu có làm gì đâu. Không có gì hết. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV.
Đi ngủ đi. Làm gì vậy? Không đáng đâu. Nghe tao đi. Tao nhịn hết nổi rồi. Tụi nó lấy quyền gì đánh hội đồng tao chứ? Mày biết chúng là ai không? Nó là anh Sữa, con chú côn của băng quả diệm, mày có biết hay không? Con ai kỳ tí nó chứ. Tao không quan tâm. Tao hạ quyết tâm rồi. Tao xuống sát nó luôn á. Nè, biến hết đi, anh Sửa chuẩn bị tắm. Biến nhanh. Tụi bay nhanh chân lên. Bị điên rồi hả? Dừng tay. Bỏ dao xuống. Bỏ xuống. Ta nói bỏ xuống. Bỏ xuống đi. À.
khủng khiếp. Chết đi. Tao giết mày. Nè, thằng kia, thằng này đánh nhau hả? Bỏ dao xuống. Nghe không? Bỏ dao xuống. Mày sao rồi? Xém chút nữa là tiêu đời rồi. Nhưng mà còn mày, còn sống. Sao mày lại chạy tới giúp cho tao vậy? Tôi không nghĩ là sẽ giúp anh đâu. Tôi xui nên ăn dao thôi. Dù sao cũng cảm ơn mày. Chuyện nhỏ thôi anh Sửa. Tôi còn nhờ vả anh nhiều lắm. Tao rất thích tính trượng nghĩa của mày. Tao với mày kết làm anh em đi. Hay là mày chê tao? Chê. Phải gọi là hãnh diện mới đúng. Được làm anh em với anh. Nếu vậy từ bây giờ mày và tao sẽ trở thành anh em. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Được dịch và lồng tiếng tại phim TV. À, tao vẫn còn chưa biết tên của mày nữa. Sunan. Tốt. Cái tên rất mạnh mẽ. Từ bây giờ nếu mày có chuyện gì, cứ nói thẳng tên tao ra. Dù không có người sợ thì cũng có người kiêng nể. Ừ. Ngoài cái thằng điên mắc cận kia ra. Cảm ơn anh nhiều nha. Đây nè. Đây. Chơi vậy mới đã chứ. Rồi, tiếp tục quay. Chạy đây. Dành bánh đi, nhiệt tình vô. Bên đây. Ăn gà đi. Anh ăn chung với em đi. Hơi, mày đừng ngại, cứ ăn nhiều vô. Dù cho tao đang ở trong đây, nhưng muốn ăn gì thì cứ kêu gửi vô thôi. Nhưng cơ hội được ngồi ăn với anh em kết nghĩa, lâu lâu mới có.
Sao anh lại nói như vậy chứ? Không lâu nữa anh được ra rồi. Tao dính án cướp của, không được thả ra sớm đâu. Dù tao có chủ động nhận tội thì án cũng còn lâu lắm. Tao đâu có được may mắn giống như mày, vận chuyển tới nhiêu đó hàng lại được hủy án vì mất vật chứng. Kiếp trước mày tích phúc đức kiểu gì vậy? Nè, uống đi. Cảm ơn anh nhiều. Ê, ra tù rồi á, mày nhớ đi tìm ba của tao nha. Tao báo cho ông biết rồi, ông hứa nhận mày vô làm đó. Thật sao anh? Cảm ơn anh nha. Ê, nhậu đi. À, đây, xin mời. Đây. Chúc mừng. À, cảm ơn nha, cảm ơn rất nhiều. Cứ tự nhiên. Dạ. Cảm ơn nha, mọi người cứ tự nhiên. Chúc mừng sinh nhật chú Côn, chúc chú sức khỏe và làm ăn phát triển. Cảm ơn nhiều nha, Tony. À, chú Côn, người mà anh Sử giới thiệu đã tới rồi nè. Ừ. Dạ, chào chú. Cậu là Su Nan hả? Dạ, là cháu. Nếu cậu là em kết nghĩa của thằng Sữa thì cũng coi như là con trai của tôi. Từ nay làm việc chung với nhau, nếu có vấn đề gì cứ nói với tôi sẽ giải quyết cho cậu. Cảm ơn chú nhiều lắm. Cứ việc tự nhiên đi. Dạ. Em lấy nghe. Ghé mua đi anh. Nhưng mà lần sau, còn lần này thì anh phải bao em trà sữa đó. Lựa đi. Được, em cứ lấy đi, không thành vấn đề. Mua đi, em khuyến mãi cho. Chuyện đó. Đại ca cứ để em lo. Không có gì, để tao lo à. Vậy. Mày nhìn đít bạn gái tao hả mày? Ủa? Có hàng ngon thì phải khoe ra chứ anh trai. Không thích cho thì giấu ở nhà cất luôn đi. Với lại quan trọng á, tôi không chỉ nhìn đít, mà bây giờ khoái nhìn ngực hơn. Thằng này, mày mạnh miệng dữ ha. Nè, tao không chỉ mạnh miệng thôi đâu, cái khác của tao cũng mạnh dữ lắm á, biết không? Mất dạy. Có ngon chơi tay đâu với tao mày? Hả? Chơi. Cưng chờ anh xíu nha. Mày qua đây. Trời. Thằng khốn này. Mày biết tao là ai không? Hả? Chết với tao nè con. Hãy trả. Hãy trả. Ê Lùng, bớt múa múa giùm tao cái đi. Mày nhào vô luôn đi. Được. Chơi đi. Anh ơi, anh có sao không? Trời đất ơi, anh chảy máu kìa. Máu. Trời ơi. Cái răng vàng của tao. Trời ơi. Giờ sao Lùng? Vậy cô gái này, cho tao xin nghe. Mày ngon quá ha. Mày, cái tội dám đánh gãy cái răng vàng yêu quý của tao.
Tụi bay quất nó cho tao. Ê, gì vậy? Mày dám trốn tao hả? Giật nợ của tao. Chừng nào mày mới trả đây? Hả? Mày lại đây. Mày qua đây. Ê, tránh ra hết. Mày ở lỗ nào chui ra vậy? Quất hai thằng nó luôn cho tao tụi bay. Trời ơi. Quất nó đi. Đừng lại mày. Quất theo lại. Đừng có để cho tụi nó chạy thấp nghe. Mày chưa? Chết tụi nó cho tao. Mày lì dữ vậy. Anh đi. Mày con chạy đi. Đánh nó cho tao. Đánh đi. Chạy bay. Nào vô trước. Nào vô trước đi, tao sau nè. Này đừng chạy à. Mày. Đánh nó đi. Anh nào đánh trúng tao thưởng. Đánh nó cho tao tụi bay. Đánh nó. Tao có tiền nè. Trời ơi, đừng chọi mày. Mày ngon ha. Đánh nó đi. Đánh nó. Đánh chung coi. Ừ đúng rồi. Đánh đi. Hay lắm. Thằng nào nhào vô, tao thưởng hết đống tiền này. Chạy. Ê, con chạy tiền rồi. Ê, đợi tao với. Đánh gì không cho người ta nghỉ luôn trời. Mày tưởng mày ngon lắm hả mày? Sao rồi? hơi đau xíu thôi. Đây. Anh Sunan, anh mà không tới em cũng giải quyết được hết cái đám này à. Chỉ giỏi cái miệng thôi. Lần này vì chuyện gì? Trời ơi, em cũng đâu có muốn kiếm chuyện với ai đâu anh. Toàn người khác kiếm chuyện với em không à. Vậy hả? Em nghe điện thoại chút nha. Anh Rakan em nghe nè. Đúng rồi. Anh ấy đang ở đây nè anh. Dạ. Tìm tao hả? Để em chuyển lời cho. Anh Sunan, ông chủ đang tìm anh. Lần này tôi muốn thấy hai cậu đọ sức, xem ai xứng đáng là cánh tay phải. Nhưng mà Sunan đâu phải là người của mình đâu. Tôi cũng biết cậu là người của chú Côn. Chắc cậu không có hứng thú trở thành cánh tay phải của tôi. Nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ nhận phần thưởng 5 triệu. Chuẩn bị tinh thần đi. Còn chuyện chừng nào ra tay, tôi sẽ thông báo sau. Quan trọng là tuyệt đối không được để cho ai biết nhiệm vụ lần này.
Tôi đã chuẩn bị súng cho hai cậu. Dạ. Tập cho quen tay đi. Tới ngày ra trận đừng có để sai lầm đó. Đã rõ, tuân lệnh. Lần này cả hai tuyệt đối không được thất bại. Mục tiêu là ai? Đúng vậy, là ai? Các cậu không cần biết chuyện đó. Chỉ cần phụ trách vị trí mà tôi yêu cầu là đủ. Đúng thời điểm, sẽ có người dụ mục tiêu ra cho các cậu. Sao rồi thằng em? Dạ chú kêu đi đón anh. Ở bên ngoài ăn mặc bảnh bao như vậy? Mày cũng đẹp trai lắm chứ. Anh vẫn phong độ như cũ. Về nhà thôi anh. Đi. Để xe. Ê Sunan, tao muốn cướp thêm lần nữa quá. Nhưng mà chú Côn đã cấm. Tại lần trước tao làm hư chuyện thôi, nên lần này tao muốn chuộc tội. Tao cấm mày nói với ông già tao. Tao muốn tạo sự ngạc nhiên. Tao muốn ông già tao biết thằng Sữa này răng nanh vẫn còn bén nhọn như xưa. Tao tin tưởng mày nhất trong đám. Mày phải đi với tao. Dạ được anh. Lại đây. Chạy bên đây. Tiền đó. Im miệng. Em vô tội. Cầm miệng. Nếu muốn toàn mạng, nói với cảnh sát không có ai. Nhanh lên. Nhanh lên. Dạ dạ. À, chào anh. Có thấy tên cướp chặn ngang qua đây không? Dạ không thấy. Ok, cảm ơn nhiều. Hướng kia. Đi vô đi. Bình tĩnh đi anh. Khôn hồn đừng để nó lên tiếng. Vô trong. Vô trong đi. Con ơi ngoan. Nằm xuống. Đi, đi. Đừng khóc mà con. Dạ 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 nằm liền. Đừng, đừng khóc mà con. Đừng khóc mà con. Để đi miệng đi. Con nít nó sợ thì nó khóc thôi. Tao kêu mày cứ nói im miệng đi nghe không? Nè anh, mau lên chạy trốn đi. Linh đi con, Linh đi con. Đi mau lên. Đừng. Không được đâu. Nè. Linh đi con. Mày đang làm gì vậy Sunan? Linh đi mà. Linh đi con. Đừng có khóc nữa. Con nít vô tội mà. Thả nó ra. Linh đi mà con. Dám xem trọng người khác hơn tao sao? Không phải. Anh lo chạy trốn mau đi.
Nó là lớn như vậy sẽ làm cho mình bị lỗ. Coi như là tôi năn nỉ anh mà. Ủng kiếp. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là một nhiệm vụ đặc biệt. Tuyến trên yêu cầu chúng ta hỗ trợ lực lượng để mọi người cùng chung tay bảo vệ khách quý chủ chính phủ ngày hôm đó. Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta không được bỏ bê, truy đuổi dấu vết băng quả diễm. Nên chúng ta phải chia lực lượng ra làm hai. Do đó lần này sẽ phân chia như sau. Đội thứ nhất là đội bảo vệ khách quý. Còn đội thứ hai sẽ có nhiệm vụ theo dõi Tony. Ê, đó là xe của tên Tony. Mau đuổi theo. Xin mời vào trong. Xin mời. Chúng tôi rất vui khi được gặp mọi người. Dạ. Xin dạ mời. Đúng là như vậy. Tôi thấy như vậy rất là ổn. Ngài cứ yên tâm, tôi đã sắp xếp cả rồi. Mong rằng mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Khách đang chuẩn bị vào thang máy. Xin chào cô. Lâu lắm rồi chúng tôi mới quay lại Thái Lan. Chúng tôi rất mong là ký kết này sẽ được thành công. Sau lần ký kết này, tôi rất mong cô hướng dẫn cho chúng tôi tham quan xứ Thái Lan này. Chúng tôi mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Tôi đã tới khách sạn rồi. Gọi hai người đó đi. Bị xong. Ok.
đối tượng đâu? Dạ đang ngồi bên kia. Qua bắt liền không đội trưởng? Vẫn chưa có động tĩnh. Araja, Chaba, bám theo đám người quốc. Dạ, dạ. Đi thôi. Dạ. Dạ, hắn đi rồi. Bám theo. Định dùng chiêu đánh lạc hướng à? Phim được dịch dạ. Và lồng chia nhau ra tại phim TV. Bắt đám người nước ngoài lại. Dạ, đội trưởng. Tôi là cảnh sát, cần lục soát không? Tôi đã bỏ đi rồi đội trưởng à. Còn nói gì? Chỉ để lại cái vali thôi. Cứ bám theo đi. Thưa đội trưởng, tên đó cũng để lại vali rồi. Chuẩn bị đi, mục tiêu tới rồi. Dạ. Dạ rõ. Đi thôi.
Là đội trưởng sao? Mày tiêu rồi, sơm chai à? Trời ơi! Máy đi. Nếu là người khác thì anh tiêu chắc rồi. Chỗ này không an toàn đâu. Đi chỗ khác nói chuyện đi. Chết tiệt! Khi nào đội trưởng mới chịu bắt hắn đây? Anh thừa biết hắn đã làm gì mà. Bản thân tôi cũng rất muốn bắt hắn ta chứ. Nhưng chứng cứ mà chúng ta có vẫn chưa đủ. Có bắt rồi cũng phải thả ra. Mình không làm được gì hắn. Đã vậy chúng ta còn đánh rắn đồng cỏ nữa. Không phí công sao? Nhưng đã 10 năm rồi đó đội trưởng à. Cấp trên đánh giá là cậu đủ tố chất để chọn thực hiện nhiệm vụ bí mật của Cục Cảnh sát Quốc gia. Nhiệm vụ bí mật lần này có tên là chuyên án sâu. Cậu sẽ phải ẩn mình trong băng nhóm tội phạm trong một khoảng thời gian dài để điều tra và truyền tin cho cấp trên, nhằm tiến hành truy bắt và tố tụng. Nếu cậu đồng ý, chúng tôi sẽ lấy lý do để cậu rời trường, rồi tạo thân thế giả.
nhằm che giấu thân phận thật sự của cậu. Chỉ có tôi là cấp chỉ huy trực tiếp mệnh lệnh cho cậu và biết thân thế thật của cậu. Cậu có thắc mắc gì không? Tôi phải thực hiện nhiệm vụ này tới khi nào? Cho tới khi chúng ta bắt được mục tiêu. Có chuyện gì? Ông chủ muốn gặp mày ngay bây giờ. Bây giờ sao? Phải. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Ông chủ gọi tôi có chuyện gì? Tôi đã biết bí mật của cậu rồi. Cậu chính là tay trong của cảnh sát. Bỏ ra! Bỏ tay ra! Bỏ ra! Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Dạo này anh khỏe không? Khỏe. Ông chủ đang chờ.
Cậu nói đi. Nói những gì lúc nãy cậu nói với tôi. Lúc tôi tỉnh lại thì không nhớ gì nữa, chỉ lập tức đi điều trị vết thương thôi. Cậu đi đâu mà gặp được Gân vậy? Em gặp ở tiệm qua mà anh Gân hay tới đó ông chủ. Với lại tại vì em nghĩ nếu như anh ấy muốn tìm chỗ trốn, anh ấy sẽ chọn chỗ mà anh ấy thích. Hơn nữa trước giờ anh Gân vẫn luôn là khách hàng thân thiết ở chỗ đó. À còn một chuyện quan trọng nữa, là cô chủ ở đó đẹp lắm ông chủ. Đẹp bá cháy bù chét luôn. Đủ rồi. Tóm lại là em gặp ở tiệm qua đó ông chủ. Cậu tới tiệm qua đó để làm gì? Do thấy quen quen, có cảm giác rất quen thuộc với chỗ đó, cho nên tôi mới quyết định tới thử, biết đâu sẽ nhớ ra. Nếu vậy tại sao mày nhận ra được Bin? Tôi không nhận ra cậu ấy. Bin chủ động tới gọi tôi, rồi nói ông chủ đang tìm tôi, nên tôi theo cậu ấy về đây. Biết đâu tôi biết được mình là ai. Cậu thử ráng nhớ lại đi Gân. Ai là người đã bắn cậu? Tôi thực sự không nhớ. Cậu không nhớ? Sao lại không nhớ được chứ? Dù lần này chỉ có bốn người chúng ta biết, tôi và ông Richie là người biết mục tiêu là ai. Ngoài ra còn có hai cậu. Biết người bước lên trên sân thượng chính là Sơm Trai. Rốt cuộc ai là kẻ phản bội? Tôi cũng không biết. Nhưng ông chủ đã nói nhiệm vụ lần này được giao cho tôi và anh ta thực hiện. Ông nên hỏi anh ta đi chứ. Mày ám chỉ tao là nội gián hả? Nếu tao là nội gián thì tao về đây làm gì? Tìm cái chết hả? Không chừng mày có âm mưu gì đó, ai mà biết được. Nếu thật sự có ai đó đáng nghi thì người đó phải là mày mới đúng. Khi không mất tích mấy ngày liền, vừa về thì nói mình mất trí nhớ. Biết đâu là mày không hề bị mất trí nhớ thì sao? Chỉ có mày biết thôi. Được rồi, hai cậu đừng cãi nhau nữa.
Dạ chú Côn. Hôm nay có rảnh không? Dạ rảnh. Đi tới chỗ này với tôi. Chú Côn định đi đâu vậy? Tôi đi chùa để cầu siêu cho vong linh của thằng Sữa. Dạ được. Vậy hẹn gặp cậu ở chùa. Dạ chú Côn. Thằng Sữa sẽ được người ta thả ra vào tuần sau. Su Nan, thắp nhang cho nó đi. Dạ. Cầu vong linh anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi là cảnh sát, tôi phải làm theo nghĩa vụ. Phim được dịch và lồng bữa nay cậu có chuyện gì không? Sao mà im lặng vậy? Tôi đang nhớ chuyện của anh Sữa. Thằng Sữa chắc sẽ vui mừng lắm vì vẫn có người nhớ đến nó. Mà chú Côn đã quyết định xong chưa? Chuyện mà tôi từng hỏi chú đó. Là chuyện nào hả? Dạ là chuyện giải nghệ đó chú. Tôi đang định giao vũ khí cho tướng Di Xuyên và lần này sẽ là lần cuối cùng. Rồi tôi và gia đình sẽ chuyển qua nước ngoài sinh sống. Danh vọng, tiền bạc vốn là vật ngoài thân. Chết rồi cũng không đem theo được gì. Dành thời gian để nuôi con cháu, sống vui vẻ cùng người mình thương là tốt nhất. Dạ. Còn cậu thì sao? Tôi nghĩ cậu sẽ làm gì để sống? Có định ở trong giới này tiếp không? Theo chú tôi nên thế nào? Tôi nên ở lại hay nên dừng lại đây? Tôi biết mục tiêu của cậu là cái gì. Chú đang nói mục tiêu gì? Thì là mục tiêu ngày càng lớn mạnh hơn và có quyền lực hơn trong giới xã hội đen này. Nhìn vào mắt cậu là tôi biết rồi. Vậy nó có thể thực hiện được không chú? Việc một người có được quyền lực lớn mạnh không phải chuyện dễ dàng gì. Trước mắt cậu sẽ phải chịu mất mát để đánh đổi thứ mà cậu muốn.
Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Nó làm tôi ngộ ra rằng hạnh phúc thật sự của con người là như thế nào, là thật sự nằm ở đâu. Cậu hãy nhớ cho kỹ lời tôi nói ngày hôm nay, mà suy nghĩ kỹ càng thấu đáo đi. Tôi sẽ nhớ lời chú. Mà cũng không biết chừng tôi sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây, rồi mua vé ra nước ngoài xin ở ké với chú cũng nên. Được không chú? Thiệt sao? Không biết cậu có nói thiệt không, nhưng tôi cũng rất là vui. Hãy nhớ, tôi xem cậu như là con trai ruột của mình. Chính vì vậy tôi luôn mong cậu được sống hạnh phúc. Ông nội ơi, ông nội ơi. Ông nội đi ngắm hoa với con nha. Ngoan, tôi đi nha. Không cần. Có chuyện gì thưa ông? Đã đến lúc cậu cần phải chứng minh cho tôi thấy rồi đó, Sunan. Mang vô bên trong đi, cẩn thận đó. Chào chú Côn. Làm tiếp đi. Anh à, chú Côn tới rồi. Dạ, chú Côn mới tới. Sao rồi? Ổn thỏa hết chưa? Đã tới đâu rồi hả? Dạ gần xong rồi, chỉ còn một chút. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thành cho xong. Rất tốt, nhanh tay một chút, coi chừng trễ tàu. Dạ. Tôi đi. Sao mình tới nhà kho của chú Côn vậy? Ê, ông Tony tới. Phát đồ miễn phí đây. Nè, khoan. Hả? Bỏ lên. Hả? Chuyện gì vậy? Bên kia kìa.
lùi lại. Tony, mày cả gan dám phản bội tao, đồ bất nhân. Đừng nói nặng lời như vậy chứ chú Côn. Phải nói sống sau xô sống trước, tre già măng mọc. Mày đúng là xấu xa hơn tao tưởng tượng nhiều. Chú Côn chính là người dạy tôi mà. Chính chú là người đã đổi hướng đường đời của tôi từ cảnh sát thành ăn cướp. Chú còn dạy cho tôi cách sống sót trên con đường mới này. Nhưng xin lỗi chú, thời gian của chú gần hết rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Sunan, Nên đây chính là cách chứng minh rõ ràng nhất cậu có thật lòng muốn đi theo tôi hay không. Khử chú Côn đi. Thử xong thì cậu mới được ở lại với tôi. Và tôi hứa sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Nếu không thì cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất, là chết cùng với chú Côn. Cậu hãy bắn tôi đi. Thà chết dưới tay cậu còn hơn phải chết dưới tay thằng khốn đó. Bắn đi. Giới xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy. Nếu ta không phản bội người,
thì người cũng phản bội ta thôi. Giống như cậu phản bội thằng Sữa vậy. Mau bắn đi. Hãy mau bắn đi. Bắn đi. Rồi sau đó bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Làm như vậy coi như cậu đã giúp ta trả thù tên khốn đó rồi. Con trai à, cậu là người được lựa chọn kỹ để truy bắt Tony. Nếu như không có cậu, cũng không có tôi, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tôi thấy chú Côn giờ cũng đã lớn tuổi, chắc cũng đến lúc nên giải nghệ để sống một cuộc đời thảnh thơi vui vẻ bên cạnh con cháu. Tôi cũng đang nghĩ giống như cậu vậy. Chú có nghĩ sẽ ra nước ngoài sống không? Chọn một đất nước nào đó mình thích mà sống, cùng con cháu hưởng thụ tuổi già. Không cần phải lo lắng sẽ có người tìm mình để tính sổ. Sống như vậy sẽ an tâm. Sunon, từ giờ tôi công nhận cậu là người của tôi. Điều tra được rồi thưa ông. Mau nói đi. Thì ra thằng Gân của anh Song Sinh. Của anh Song Sinh hả? Hai người họ là anh em sao? Đúng vậy. Người mà bữa trước mày gặp rất có thể là anh em Song Sinh của thằng Gân. Thông tin nằm ở đây. Em đã tìm rất kỹ trong đó rồi, nhưng mà không thấy địa chỉ của thằng Gân. Vậy hiện giờ anh Gân đang ở đâu? Rồi tại sao tên Mọt lại xuất hiện? Rồi vào băng của chúng ta làm cái gì? Chuyện này chắc chắn có vấn đề rồi. Hay là thằng Gân đã chết lúc đi làm nhiệm vụ? Bây giờ chúng ta cứ tiếp tục trò chơi này.
Dạ ông chủ. Tôi không dám làm ông chủ của cụ quân nhân tiểu đoàn đặc chủng biệt kích cấp quốc gia đâu. Còn một. Ê, mà tôi gọi vậy có đúng không? Chuyện gì nói đi. Nè, mới đây đã đổi giọng với tôi rồi à? Thằng Gân, đàn em của tôi, là em trai song sinh của cậu đúng không? Muốn gì cứ nói thẳng đi. Gân là đàn em của tôi. Đương nhiên là tôi muốn biết hiện giờ Gân ra sao rồi. Gân đã chết rồi có đúng không? Sở dĩ cậu trà trộn trong băng của chúng tôi là vì muốn tìm xem ai là người đã giết em trai của cậu. Những gì tôi đoán nãy giờ chính là sự thật đúng không? Vậy hiện giờ cậu đã tìm ra được người giết chết em trai cậu chưa? Đừng nói biết rồi mà vẫn dửng dưng bỏ qua cho hắn nha. Nếu cậu không thể giết hắn thì để tôi ra tay. Cậu cứ chọn đi. Cậu muốn hắn chết dưới tay của ai? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Ông chủ muốn mượn tay Mọt xử lý Sunan đúng không? Cũng đã đến lúc nó cần phải trả thù cho em trai của nó rồi. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Tại sao mày lại làm như vậy? Tao đã làm gì? Mày giết em trai của tao. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim Mày là... Tao là anh sinh đôi của Gịch. Người mày đã giết. Giờ mày muốn sao? Cứ nói đi. Mạng sống phải trả bằng mạng sống.
Em xin hai người được không? Làm ơn đừng bắn nhau mà. Em xin anh đừng trả thù nhau nữa. Em xin anh đó. Dù anh có giết được Sunan cũng đâu thể nào làm cho anh Ghen sống lại được nữa. Vậy thì anh làm vậy để làm gì chứ? Chính tao đã giết em trai của mày, nhưng tao làm vì nhiệm vụ. Nếu như mày muốn trả thù thì tao sẽ đền mạng cho mày. Nhưng hãy để tao giải quyết tên Tony trước đã. Rồi sau đó mày muốn như thế nào, tao cũng sẽ chịu mày. Chúng ta sẽ tiến hành giao hàng cho mafia Hàn Quốc đã thắng đấu giá vào tuần sau. Lần này địa điểm giao hàng là xưởng đóng tàu. Và mình sẽ không phải hẹn nhận hàng trước, mà là người của tướng Di Xuyên sẽ đem hàng tới giao trực tiếp. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ và tổ chức thực hiện vụ giao hàng lần này. Do đợt hàng lần này có giá trị rất lớn, để tránh xảy ra sai sót đáng tiếc, tôi sẽ đích thân làm. Cuối cùng thì cơ hội của chúng ta đã đến rồi. Đúng vậy. Lần này chúng ta có thể kết thúc tên Tony đó. Chuẩn bị thật kỹ. Nhiệm vụ của cậu hoàn thành hay không, ăn thua vụ này.
Dạ thưa sếp, tín hiệu đã mất luôn rồi. Đâu, chờ tôi coi. Đây là khu gần biên giới mà. Nếu vậy đúng như thông tin mà trước đây bác Soạn từng cung cấp, điều này chứng tỏ tên Tony hiện đã cấu kết với tình đại tướng Di Xuyên. Thôi được, nếu sẵn sàng rồi thì mau bàn kế hoạch đi, mau lên. Sếp à, khoan đã. Cậu còn chờ gì nữa, tới đủ hết rồi mà. Thành thật xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu. Anh ấy sẽ hợp tác cùng chúng ta. Nhiệm vụ bảo vệ nền hòa bình vốn dĩ là nhiệm vụ của cảnh sát và quân nhân như tôi. Huống hồ đây là chuyện lớn, người càng đông ta càng có lợi thế. Nói vậy anh... Đây là Mòn, là anh trai song sinh của Gân, người đã qua đời. Anh ấy là lính đội đột kích đã trà trộn vào trong băng của Tony. Trận chiến bắt đầu rồi. Xong lên đúng không? Ừ. Đội trưởng ơi, làm ơn phù hộ tụi em nghe. Lần này nhất định không được để thất bại. Đi. Hy vọng là sử dụng được. Chụp hình lại làm bằng chứng. Sau đó thì đặt bom tiêu hủy hết chỗ này. Được. Đã chụp đủ hình chưa? Mau chạy đi, chạy. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Chạy nhanh lên. Chạy đi, chạy mình đi. Mình chạy, mình chạy đi, chạy đi. Đuổi theo, bỏ lên. Quá. Ông chủ, bọn chúng đang tấn công vào đây. Con Sunan, có thấy nó không? Dạ thấy. Nó đã vào bên trong này, nhưng bây giờ không biết đã ở đâu. Romran đang đi chung với nó. Bây giờ tính sao đây ông chủ? Con nhỏ này sẽ có ích cho mình. Ít ra tụi nó cũng là đồng đội. Chúng ta sắp có một trò chơi mới đây.
Sunan. Hiện tại một đội quân có vũ trang đang tấn công vào khu vực của chúng ta kiểm soát. Đã có giao tranh với người của ta rồi. Vì vậy, ai chặt được đầu của chúng được thưởng mỗi đầu 20 ngàn. Hả? 20 ngàn? Ây chà, một đầu 20 ngàn kìa. 20 ngàn kìa. Nghe đây Sunan, bữa đó thế nào rồi? Gần 50 người còn phía bên anh sẵn sàng rồi. Cha ba đâu? Tôi chưa gặp được. Tôi đi đây. Giết sạch tụi nó. Giết. Hai cậu chia nhau ra xử lý đám đó. Dạ ông chủ. Coi chừng trúng kế của bọn chúng đó. Anh chạy mau lên đi. Chạy thì chạy chung. Tụi mày muốn gì? Chạy mau. Sunan. Sunan. Thả ra. Sunan. Là mày. Em có chắc chắn là tham gia với chúng tôi không? Em chắc chắn. Em phải giúp Sunan mới được. Anh Sunan bị bọn chúng bao vây rồi. Sunan bị bao vây? Bây giờ phải làm sao đây? Nghe lệnh đây. Sang bằng trại của chúng. Dạ rõ. Chơi với tao chứ gì? Qua nè. Ê,
Biệt danh cao thủ quả là không sai, dự đoán cái gì cũng trúng hết. Ngài quá khen. Xử tụi nó ngay đại ca. Khoan đã, chưa tới lúc thích hợp mà. Phải đùa giỡn với tụi nó một chút. Đưa nó qua đây. Chị ba, chị ba, tấn công tao đây nè. Chỉ mày thôi thì đâu có vui. Thả nó ra. Không được hại cô ấy. Tao đã nói với mày, đâu có dễ mà đụng vào tao. Thằng Sơn trai chính là một thí dụ điển hình. Vậy mà mày không chịu coi, xếp tụi bay là do tao giết. Mấy con chó con như tụi bay thì chỉ chờ ngày chết. Tại tao có lòng nhân từ. Ồ, không phải, mà là tao đùa giỡn với tụi bay chưa có đã. Giờ mày muốn gì? Mày làm cái gì vậy hả? Tao quên báo trước, luật chơi là như vậy. Mày làm gì người của tao thì tao sẽ làm y chang như vậy với nó. Ngài thấy có vui không? Tôi rất thích cái trò này của cậu đó, rất là sướng con mắt. Xử nó đi. Sunan, dừng lại đây mà. Sunan, dừng lại. Dừng lại. Sunan, đừng mà. Chết tiệt mày nè. Tính tao, mày đã không đúng nghĩa. Chết tiệt lại đây đâu mà. Sunan, dừng lại đây. Dừng lại. Làm ơn đừng đánh anh ấy nữa mà. Làm ơn dừng lại đi. Tôi xin ông đừng đánh anh ấy nữa mà. Tôi xin ông. Cha ba. Cha ba. Đừng có cầu xin chúng. Bộ cô không nhớ là bọn chúng đã làm gì đội trưởng hả? Đứng lên đi. Suna. Mày nói nhiều. Ông tôi ra. Suna. 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 Tôi đã kêu anh trốn được rồi mà, tại sao anh không nghe tôi? Nếu là cô thì cô cũng sẽ làm vậy mà. Cô nghe tôi nói đây, cô phải hứa nếu xảy ra chuyện gì cô cũng sẽ trốn đi. Tôi sẽ ráng tìm cơ hội cho cô. Cô phải trốn đi, cô hứa với tôi đi. Hứa với tôi đi. Sự nàng. Không được, không được. Gì vậy? Gì vậy? Lại chuyện gì nữa? Ông chủ, bọn chúng tấn công vô rồi. Vậy để tao xử tụi nó. Cha ba. Chạy trước đi. Đại tướng, mau chạy đi. Đi thôi, nhảy lên. Không. Cha ba. Cha ba. Cha ba. Cha ba. Thank you.
Anh Mọt, để tôi xử cho. Được rồi, làm đi. Cha ba, cha ba, cha ba, mở mắt ra, nghe tôi nói không? Cha ba, cha ba, cha ba. Suna, cha ba sao rồi? Hả? Cha ba sao rồi? Cô ấy bị bắn rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại như vậy hả? Sao còn nói là đoán được đường đi nước bước của chúng? Tôi thật sự không ngờ là lần này bọn chúng lại kéo tới đông như vậy. Trước đây bọn chúng toàn đánh lén. Vậy giờ cậu tính sao đây hả? Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết bọn chúng. Giải quyết thế nào hả? Toàn bộ số hàng trong kho mất trắng rồi, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Lẽ ra từ đầu tôi không nên tin tưởng cậu. Nếu như chúng ta xử lý bọn chúng ngay từ đầu sẽ không ra nông nỗi này đâu. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải bình tĩnh trước đã. Tôi nghĩ ông chủ nhất định sẽ có cách giúp ngài lấy lại mọi thứ. Nhưng bây giờ chúng ta phải phân tán ra trước, nếu không thì sẽ dễ bị phát hiện. Bình nói đúng. Cậu đi theo bảo vệ tướng Di Xuyên, không được để xảy ra chuyện. Dạ ông chủ. Ở đây để tôi giải quyết. Hy vọng là cậu không phải chỉ giỏi cái miệng. Ngài yên tâm đi. Mày hả mày? Đúng là tao đã đánh giá thấp bọn mày. Giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Tới lúc chết rồi. Vậy thì chưa chắc. Thank you.
Tôi đã hoàn thành giao ước rồi. Tôi đã giết được Tony rồi. Khoan đã, Mọc. Cảm ơn anh nha. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Di Xuyên trốn mất rồi. Hắn trốn nhanh thì Rôm Đen cũng trốn rồi. Vậy còn Cha Ba đâu rồi? Đã đưa về điều trị tại bệnh viện Bangkok rồi. Không biết bây giờ ra sao nữa. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ Cha Ba sao rồi? Dạ khỏe rồi, nói chuyện không cần nghỉ luôn. Về nhiệm vụ khó khăn lần này, mặc dù tên đại tướng Di Xuyên đã kịp chạy thoát, nhưng chúng ta vẫn thành công xử lý được tên Tony. Cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Chiến công là của mọi người, không phải của riêng một mình tôi. Chắc Sôm Trai đã có thể nhắm mắt rồi. Còn về chuyện khôi phục thân phận cảnh sát cho cậu, tôi đã xử lý xong xuôi hết. Chúng tôi sẽ tổ chức nghi lễ chính thức, đồng thời với nghi thức trao huy chương cảnh sát quả cảm cho cậu. Chúc mừng thiếu tá Sunan. Phim được dịch và lồng dạ, xin cảm ơn sếp. Tôi nghe đây. Tôi không quên đâu mà. Ok ok.